6 người thì chết 5, thế còn một mình chết mẹ đẻ cộng với lại vợ cộng với hai người con, à 3 người con. Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng khiến ai nghe cũng phải thấy xót xa, không cầm được nước mắt. Vượt qua hàng trăm điểm sạt lở, sáng ngày 13 tháng 9 năm 2024, đoàn công tác của báo Thanh Niên phối hợp tỉnh đoàn Lào Cai đã đến thăm, tặng quà cho người dân thôn Làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi con lũ ống vừa đi qua để lại nỗi tang thương bao trùm. Thông qua báo Thanh Niên, Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, trụ trì chùa Phổ Hiền tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã trao trực tiếp tổng số tiền hỗ trợ hơn 700 triệu đồng, chủ yếu là nguồn đóng góp của Phật tử chùa Phổ Hiền. Ngoài ra, có hơn 50 triệu đồng của Thượng tọa Thích Thiện Tông, trụ trì chùa Liên Trì tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đoàn tiến hành trao hỗ trợ tại nhiều điểm. Trong đó, tại thôn Làng Nủ, đoàn đã trao hỗ trợ tổng cộng 38 hộ dân có người chết trong trận lũ ống vừa qua. Trong đó, 37 hộ được trao 10 triệu đồng một hộ. Riêng một hộ gia đình có nhiều người mất, trao 15 triệu đồng. Nhiều lần, Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt không giấu nổi niềm cảm thương xót xa cho những người dân Làng Nủ. Chúng tôi từ xa đến đây nhưng mà rất cảm ơn mấy chú chính quyền, cảm ơn mấy chú bộ đội, cảm ơn lực lượng thanh niên xung phong. Nhờ quý chú chúng tôi mới đến được đây. Nhà thương tại nhà, cho tâm nguyện chia sẻ cái mất mát này. Mong rằng cả nhà mặc vào lên kết hợp với chính quyền để an sinh ở đây được tốt hơn. Cả đứa bà con trong gia đình của chúng tôi chỉ nếu bà con 5 triệu thôi. Nhưng mà khi đến đây chúng tôi cũng không được nước mắt. Dạ, xin quý bà. Dạ, xin phép chính quyền cho chúng tôi được biết người dân ở đây 10 triệu. Và một lần nữa, chúng tôi rất cảm ơn quyền ở đây là thương dân là phòng vụ của mình. Cảm ơn lực lượng thanh niên xung phong, cảm ơn mấy chú bộ đội trong những ngày qua rất là vất vả. Dạ, cảm ơn ạ. Tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên, tại tỉnh Lào Cai, đoàn đã trao hỗ trợ cho 9 người bị thương đang nằm điều trị, mỗi người 5 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng trao 50 triệu đồng để hỗ trợ các y bác sĩ tại bệnh viện. Đoàn sẽ dành 200 triệu đồng hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tại Lào Cai tham gia ứng phó mưa lũ. Lại để mua những tấm tôn, mua những bao xi măng cho những anh em mà trôi nhà trong bão lũ. Vì có rất nhiều anh em đi chống lũ mà về tới nhà là nhà mình đã bị lũ cuốn trôi rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Là một trong những hộ dân chịu mất mát nhiều nhất về người tại thôn Làng Nủ, anh Hoàng Văn Thới, 33 tuổi, vẫn còn bàng hoàng vì cả gia đình đã mất hết sau một đêm. Đau xót đến tột cùng. Khi gia đình 6 người thì có tới 5 người chết vì đợt lũ vừa qua là mẹ, vợ và 3 con. Ai mà ngờ rằng bữa cơm tối ngày hôm đó lại là bữa cơm tối cuối cùng. Gia đình em mất là có 6 người, chết hết 5 người, mỗi mình em. Tìm được 4 người, còn 1 người. Còn 1 người là ai ạ? Con út. Em thì ở bên này, thế là cái nhà bị sạt ấy, sạt lở bên đằng sau ấy, thì trưởng thôn với các ban ngành vào để khuyên là di dời. Em mới đưa bà con, bà mẹ với con với vợ sang bên nhà em cô để tránh, là đến tránh ở đấy một đêm. Thì sáng hôm sau thì tập
nằm dưới thì thấy nổ to quá, em mới ra chạy ra thì nhìn thấy trên đồi nó cuốn xuống là đi hết. Còn này cũng chịu mất mát quá lớn, anh Sầm Văn Bóng, 44 tuổi, 4 ngày qua không ăn, không ngủ, đi theo lực lượng chức năng để tìm tung tích của vợ và con gái. Trong ký ức của người đàn ông này, cơn lũ dữ chẳng khác nào cơn ác mộng quét qua đời anh, khiến anh cùng lúc mất đi vợ, con gái, con trai, con dâu và cháu nội. Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể của con trai, con dâu và cháu nội. Vâng, nếu trận mưa thì gia đình mình mất một là nhà, hai là gia đình thì mất vợ, mất con gái, con trai, một đứa dâu, một đứa cháu trai, cháu trai. Với lại qua gia đình không còn gì, ô tô máy xúc đi hết. Nói chung gia đình bây giờ trắng, không còn cái gì, quần áo có mặc. Giờ còn bố với lại một thằng thứ hai là còn lại. Con đi làm thuê thì không ở nhà, nếu ở nhà thì cũng hết, không còn ai cả. Úp ở đấy là một phát là không ai biết là nó úp đấy cả. Anh ở nhà 5 giờ sáng anh dậy, anh quanh nhà bảo là thôi nhà mình không thể bú đến được. Từ xưa không bú đến nhà mình. Thế là mình mới ra thang nhà em cậu ở tích ngoài này, cách một cây số, xem nhà em cậu có sạt lở như nào không. Thì ra nửa đường nó bắt đầu nổ, là sạt, là coi như nhà mình tan hoang luôn. Không còn cái gì thứ gì luôn. Người nhà đang ngủ trong nhà là coi chết hết. May mắn sống sót và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên, anh Nguyễn Văn Tuấn, 34 tuổi, đau xót đến tột cùng, cho biết gia đình 6 người thì có tới 5 người chết vì đợt lũ vừa qua là mẹ, vợ và ba con. Anh Tuấn cho biết con lớn 7 tuổi và bản thân anh được hàng xóm cứu kịp thời, chỉ bị xây xát, còn con út 5 tuổi đang mất tích, chưa tìm thấy xác. Lúc đấy ba bố con thì vẫn còn đang ngủ. Trong bóng nghe thấy tiếng ùm một cái, xong rồi trời đất nó cứ quay cuồng. Xong lúc ấy thì chả biết cái gì nữa. Đến lúc mở mắt được thì mình nhìn thấy mình ở ngoài đồng rồi. Cả nhà nó cũng đẩy ra ngoài luôn. Mình thì đi cách nhà tầm độ hơn 100 mét. Sau khi cơn lũ ống kinh hoàng đi qua, giờ đây khi tiếp nhận sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, những phần quà ý nghĩa này sẽ giúp người dân vượt qua phần nào khó khăn, đồng thời thắp lên niềm tin và hy vọng cho cuộc sống. Hành trình thiện nguyện sẽ tiếp tục với hy vọng mỗi nơi mà báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đi qua, sự ấm áp và yêu thương sẽ được lan tỏa, giúp bà con vượt qua gian khó. Để chung tay giúp đỡ và sẻ chia với người dân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán giả gần xa trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Những tấm lòng của quý nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên to lớn để đồng bào vượt qua đau thương và khó khăn trong những ngày này. Mọi sự đóng góp quý báu xin vui lòng gửi về Tòa soạn báo Thanh niên, địa chỉ tại 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tòa soạn tại Hà Nội tại địa chỉ 218 Tây Sơn, quận Đống Đa, hoặc các văn phòng đại diện báo Thanh niên trên cả nước. Quý vị cũng có thể chuyển khoản qua tài khoản báo Thanh niên, số tài khoản 1000-6868 Ngân hàng Eximbank chi nhánh Sài Gòn, hoặc số tài khoản 686-886-6868 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi rõ: hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3. Báo Thanh niên sẽ tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời, mang đến tình thương và sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay bà con vùng thiệt hại do bão lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin chi tiết trên các kênh của Báo Thanh niên. Xin trân trọng biết ơn những tấm lòng vì đồng bào.